Hi, xin chào cả nhà đang xem kênh Xèo Hủ Cuộc Sống Trung Quốc. Hôm nay em sẽ đưa cả nhà đi du lịch Lệ Giang Cổ Trấn, một thành phố cổ của tỉnh Vân Nam thuộc phía Nam Trung Quốc nha. Sau khi xuống xe tàu lửa thì em tiếp tục di chuyển bằng taxi đến phố cổ Lệ Giang Cổ Trấn vào lúc 11 giờ đêm. Thì em không có đặt phòng trước cho nên là đi vào bên trong phố cổ, em mới bắt đầu kéo vali đi và tìm phòng. Thì kéo đi vòng vòng và tìm cũng rất là nhiều phòng nhưng mà chỉ vào xem 2 phòng. Và cuối cùng thì quyết định chọn căn bên đây. Mặc dù đây không phải là thời điểm du lịch nhưng mà ở đây lúc nào cũng thấy có du khách rất là đông nha cả nhà. Lên lầu thử nha cho mọi người xem nha. Phòng ở trên lầu nè. Căn phòng này có tới 2 lầu, có thể ở được 2 cặp đôi là 4 người. Nhưng mà chỉ có 2 vợ chồng em, cho nên là 2 đứa em chỉ ở bên dưới và không có ở bên trên. Chủ khách sạn nói phòng này là giá 350 tệ, nhưng mà 2 vợ chồng em trả giá xuống còn 200 tệ một đêm. Tại vì á, bây giờ không phải là thời điểm du lịch, cho nên là phòng để trống thì chị cũng không làm gì, cho nên là đã cho tụi em thuê với giá 200 tệ một đêm. Tính qua tiền Việt Nam mình là 700 ngàn. Phòng vừa có nét cổ trang mà cũng có nét hiện đại. Nói chung là rất là sạch sẽ, khá là ok á cả nhà. Bây giờ cùng theo chân em đi ăn sáng rồi mình đi khám phá Lệ Giang Cổ Trấn nha. Phần mì thịt bò này á là 18 tệ một phần này cả nhà. Khẩu vị của người phía Nam Trung Quốc á thì người ta ăn rất là cay. Món này nấu theo khẩu vị Mã La, là một cái khẩu vị rất là nổi tiếng của người Tứ Xuyên. Chủ của quán mì này cũng là một người Tứ Xuyên đó cả nhà. Bây giờ cùng theo chân em đi vào bên trong coi thử phố cổ này có những gì đặc biệt nha. Ở đây thì dạo một vòng từ buổi chiều tới tối thì mọi người ngắm toàn là gái rất là đẹp. Mọi người tới đây du lịch thì sẽ thuê những bộ đồ này nè. Xong rồi ở đây thì có make up làm tóc sẵn cho mình luôn. Xong rồi sẽ có người thì quay TikTok, quay tụ dinh á. Bên Trung Quốc thì là tụ dinh, Việt Nam mình thì là TikTok. Quay rồi chụp ảnh. Nói chung nếu như mà em mà là đàn ông ở thành phố Lệ Giang này thì chắc em nghĩ tối nào em cũng sẽ ra đây để em ngắm gái hết á. Tại vì rất là đẹp luôn á. Tổng diện tích của Lệ Giang Cổ Trấn là hơn 3 km. Nó sẽ có 3 cổng chính để vào. Và bất kể mọi người vào cổng nào thì gần cái cổng sẽ đều có khách sạn để cho mọi người lưu trú lại. Thì những cái khách sạn ở trong đây thì đều trang trí với lại là nó đều là những cái ngôi nhà cổ để lại từ cách đây 700-800 năm trước. Cho nên nó nhìn ngôi nhà nào thì cũng rất là cổ trang. Bất kể mọi người vào trong cái cổng nào thì cũng đều y vậy luôn nha. Thay vì rừng bùi chú lại, thay quẳng gì bùi chú lại quay đâu.
cùng em ngắm lại hình ảnh của Lệ Giang cổ trấn từ trên cao nha. Lệ Giang nằm ở hướng tây bắc của tỉnh Vân Nam, chiều cao trung bình so với mặt nước biển thì khoảng 2.400 m. Thành cổ Lệ Giang xây vào đời Tống và Nguyên, đến nay cũng đã hơn 800 tuổi, từ năm 1273. Hầu như thì cấu trúc vẫn còn nguyên vẹn so với ban đầu. Lệ Giang còn được gọi với tên gọi khác là Đại Nguyên Cổ Trấn. Khoảng hơn 800 năm trước thì Lệ Giang là con đường giao thương từ nhà Tống tới nhà Tạng. Du khách khi mà đến với Lệ Giang thì có thể ngắm nhìn phong cảnh rất là đẹp và hữu tình. Có thể thả lòng mình nhẹ trôi theo dòng nước nè, hoặc là ngắm nhìn những cô nương xinh đẹp thả dáng, gợi nhớ cho mình trong những bộ phim cổ trang, những bộ phim vào thời xa xưa mà mình đã từng được xem qua TV. Nếu mà chấm trên thang điểm về phố cổ này á, thì em cảm thấy phố cổ này cũng đạt được 10 điểm đó cả nhà. Mọi người thấy bóng dáng của anh shipper đi giao hàng không? Công việc này ở bên Trung Quốc thì một tháng có thể kiếm được 7-8 ngàn tệ, tầm khoảng 24-27 triệu tiền Việt Nam á. Nếu như mà ai làm giỏi thì cũng có thể kiếm được 1 vạn một tháng. Nếu mà 1 vạn thì một tháng sẽ được tầm khoảng 35 triệu tiền Việt mình. Ở đây thì phát hiện có một quán bán dừa nè, dưa hấu với lại là cam, với lại một tủ kem trái cây. Ở đây thì có mùi vị mít nè, dâu với lại sầu riêng, tùy theo vị nha. Mọi người ăn vị gì thì lựa vị đó. Thì em có tới lựa một cây vị dâu mà quên mất tiêu là hỏi giá trước, không biết là bình thường bạn này bán cho khách du lịch khác á là bao nhiêu một cây. Nhưng mà sau khi em lấy cây kem xong rồi thì em mới hỏi là bao nhiêu tiền. Để mà trả tiền thì người ta kêu là 30 tệ một cây. Mà một cây kem mà 30 tệ giá cao quá phải không mọi người? Gần tới 101 tiền Việt mình luôn á. Thử ăn cây kem ở dưới cái thời tiết lạnh này, nhưng mà nghe cái giá xong muốn rớt nước mắt thiệt á mọi người. Hối hận biết vậy mình phải hỏi giá trước để khỏi bị chặt chém nha. Ở đây có một tiệm bán đồ đồng với là đồ bạc này cả nhà. Không, thì trong ngoại thao này hài phà. Ở đây là một cái tiệm bán túi thơm nè, mà không thấy chủ ở đâu hết trơn á, chỉ thấy chân túi thơm xong rồi để một cái người giả ngồi đây, ngồi giống như là cái thời xưa mà người ta cán cánh hoa để làm túi thơm á. Nhìn từ xa, nhìn phía sau ở bên ngoài thì nhìn y chang là thật luôn, từng cọng lông mi luôn, nhìn giống y chang thật luôn. Cho nên là em mới quay gần lại cho mọi người xem nè. Lúc này em kêu là cái kem mắc quá, biết vậy hồi nãy đừng mua, ăn xong bây giờ lạnh á. Thì chồng em nói là thì em thích ăn á thì chồng em sẽ mua. Em kêu là lạnh như vậy mà thích ăn kem cái gì. Thịt này thì người ta bán thịt trâu với lại thịt nai, các loại thịt ở trên núi đặc sản á, để cho khách du lịch người ta mua mang về á. Ở đây á, cứ đi khoảng 500-600 m thì sẽ có một cái tiệm để cho người ta thuê đồ rồi thuê make up. Sẽ có luôn thợ chụp ảnh, nếu mà mọi người muốn thuê thợ chụp ảnh luôn cũng được nha. Ở đây thì có rất là nhiều tiệm bán đồ áo lạnh nè, với lại đang kiểu thổ cẩm giống như là cái thời hồi xưa á. Mấy cái tiệm ở đầu em vô á, thì em thấy người ta không có để giá, em cũng không biết là giá bao nhiêu, cho nên ban đầu em không có dám mua. Xong rồi một chút nữa mà mình đi sâu vào bên trong á, thì thường là những cái tiệm phía bên trong người ta có để giá. Thì có nhiều cái áo đang thổ cẩm sẵn mà chỉ có 20 tệ, 25 hoặc là 35 tệ, rất là rẻ.
rất là dễ bắt gặp rất là nhiều tiệm tóc giả ở trong cái lề gian cổ trấn này. Tại những cô gái mà thuê đồ trang điểm make up xong thì người ta sẽ qua đây mua thêm tóc giả để gắn lên cho nó hợp với lại cái phong cách của cái bộ đồ á. Thì mỗi cái đầu tóc ở đây thì sẽ có giá từ 10 tệ đến 70 tệ. Đây là một tiệm giày với lại ba lô. Tất cả mọi thứ đều làm bằng da thật nha. Sao? Đây là một cái bản đồ toàn bộ của cái lề gian cổ trấn này, tầm khoảng hơn 3 km nha. Mọi người đến đây chắc mọi người đi chơi không nổi để mà hết cái cổ trấn này đâu. Bây giờ thì cũng chiều rồi cho nên là em sẽ ghé vô quán này để ăn cơm ở trong quán này nha. Đây là một cái bàn đồ ăn để mẫu để cho khách du lịch người ta đi ngang qua người ta biết quán này có cái món gì đặc sản nhất nè, người ta trưng ơn trước á. Đây là cái menu của quán này, em kêu một phần sườn non nhỏ với lại hai dĩa rau, nhưng mà nhìn lại rau á, một dĩa rau mà tới 20 mấy tệ luôn, mắc quá cho nên là em đổi ý lấy một dĩa rau với lại một dĩa khăn lông của bò. Đúng là đất du lịch ha mọi người, cứ một bộ ấm ly chén trà như vậy nè, người ta tính thêm cho mình là 2 tệ một bộ, phí phụ thu á. Mình uống xong rồi mình cũng trả lại cho người ta, nhưng mà người ta tính như là cái công người ta rửa chén á, 2 tệ một bộ, 2 bộ thì là 4 tệ, thì là tầm khoảng gần 20.000 tiền Việt mình rồi, phụ thu á. Sao nếu em chưa ăn rau này, 22 tệ thì khoảng 75-80 ngàn tiền Việt mình á. Cái này thì 33 tệ, 100 ngàn á. Cái đây như hơi như sự chủ thôi mà. Thôi đó, đi chơi. Với cái thời tiết lạnh này thì kêu thử một bình rượu trái cây để uống cho ấm bụng cũng được nha. Bây giờ thì em sẽ thử cái mùi vị của nó, coi thử nó sao nha. Đi xin lại gì không? Chán chán khăn khăn nha. Không khăn hả? Chỉ mua quay tao. Em hỏi ông ngon, ông kêu ngon, sao em hỏi là mùi vị gì, ông kêu là mùi rượu, chết chết quá. Thử rượu trước nha mọi người. Em cũng uống thử một ly xem thử cái vị gì. Uống vô thấy giống như là mùi vị trái cây ủ, nhưng mà hình như là rượu này là đúng là rượu trái cây, nhưng mà không nhận ra là uống từ trái gì thôi à. Nhưng mà nói chung là nó ngon với lại dễ uống. Mọi người tới đây thì nếu mà chọn rượu để uống cho ấm bụng thì nên chọn rượu trái cây dễ uống hơn nha, chứ nếu mà mấy loại rượu trắng thì nó nồng quá mình uống cũng không được. Cái nước chấm này nè, em không biết là để khô chấm hay là như thế nào, cho nên ban đầu thì em cứ tưởng là để khô, mà công nhận để khô chấm thì nó lãng xịn, nó không ngon gì hết trơn á.
xong rồi mới hỏi chị chủ quán là có nước chấm nước tương hay là gì thêm không, thì chị mới kêu là lấy cái nước chấm này bỏ một chút nước hành xương á vô, sau đó thì đánh lên, sau đó thì mới chấm ăn. Lúc này chị chủ ra kêu cho một chút nước cho miếng hành xương ra cùng với lại cái gia vị khô này trộn lên, thì sau đó sẽ ra cái miếng nước để chấm. Thì với lại bây giờ em đang lặt cái rau hai mấy tệ này bỏ vô ăn thử nó ngon không nè. Rau này cũng là lần đầu tiên em ăn thử á. Em cũng không biết đây là cái rễ gì nữa mà ăn cái mùi vị của nó thì giống như là cái củ kiệu của ở Việt Nam mình vậy á. Giữa cái không khí lạnh này được uống một bát nước ấm, ngồi bên bếp lửa ăn một nồi lẩu nóng thì không còn điều gì tuyệt vời hơn trong giây phút này nữa. Đây là phong cảnh xung quanh Mộc Phủ nè. Phong cảnh xung quanh đây thì nó có một cái con suối nhỏ chảy xuyên qua, cho nên nếu mà tính vào thời xưa thì nơi đây giống như là non xanh nước biếc, nhìn rất là hữu tình luôn á. Mặc dù em đến là vào thời điểm sau Tết và đây không phải là thời điểm du lịch, nhưng mà mọi người thấy đó, đây không phải là thời điểm du lịch mà khách đã đông đen như thế này rồi. Nói chi mà thời điểm du lịch thì chắc nghĩ là mình sẽ chen chúc, mình ngắm người nhiều hơn là ngắm cảnh luôn quá. Đây là cái cổng chính của Mộc Phủ vào ban ngày nè. Thời bây giờ sau 750 năm thì chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về Mộc Phủ qua bộ phim Mộc Phủ Phong Vân. Mỗi buổi tối thì ở đây đều có biểu diễn tiết mục này để cho du khách hoặc là người dân ở đây đến coi. Em sẽ lưu lại đầy đủ để cả nhà mình cùng được ngắm qua màn ảnh nhỏ cùng với em nha. Mộc Phủ nằm dưới chân núi Sư Tử. Mộc Phủ là một dinh thự của một thủ lĩnh thế tộc họ Mộc, từ thời nhà Nguyên kéo dài đến thời nhà Thanh. Thời nay các bạn có thể tìm hiểu về Mộc Phủ qua bộ phim Mộc Phủ Phong Vân được đạo diễn Kim Dung tái hiện lại. Tính tới nay thì Mộc Phủ cũng đã có tuổi đời hơn 750 năm. Nếu mà phương Bắc có Tử Cấm Thành thì phương Nam sẽ có Mộc Phủ. Người ta thường nói nếu mà chưa đến Mộc Phủ thì coi như là bạn chưa đến Lệ Giang. Cho nên thì trước đây hoặc là bây giờ thì luôn luôn có những cái tour du lịch giá rẻ cho các du khách Việt Nam mình ghé đến Vân Nam và du lịch tham quan địa điểm Mộc Phủ ở Lệ Giang cổ trấn này. Mỗi một con hẻm nhỏ, mỗi một cây cầu ở Lệ Giang cổ trấn như là câu chuyện kể về cuộc sống đời thường của Mộc Phủ, như là tái hiện lại một cuộc sống rất là hưng thịnh của một gia tộc. Mộc Phủ là nơi ở của Thổ Ti người Nạp Tây, cai trị vùng đất này qua 3 triều đại, truyền qua 22 thế hệ trong 470 năm. Dòng họ ban đầu được nhà Nguyên phong làm Thổ Ti, về sau thuận theo nhà Minh được ban cho họ Mộc của người Hán và trở thành họ chính thức của gia tộc. Bởi vậy Mộc Phủ mang kiến trúc giao hòa của nhà Minh cùng phong cách kiến trúc của người Nạp Tây, với những kiến trúc chế tác rất là tinh xảo, từng được tán dương là cung thất chi lệ, sánh với vương giả. Tuy Mộc Phủ chỉ là phủ đệ của Thổ Ti nhưng rất là nguy nga, tráng lệ, giàu sang không kém gì cung thất của hoàng tộc. Mộc Phủ trải qua mấy trăm năm huy hoàng nhưng nhiều chỗ cũng đã bị chiến tranh tàn phá. Những nơi còn sót lại cũng bị trận động đất năm 1996 hủy hoại nghiêm trọng. Những gì ta thấy ngày nay đều đã được trùng tu lại năm 1999. Mặc dù đã được trùng tu nhưng mỗi kiến trúc trong Mộc Phủ đều trở thành kiến trúc tiêu biểu cho Lệ Giang cổ trấn. Người ta nói Mộc Phủ thời kỳ Hoàng Kim được mô phỏng theo Tử Cấm Thành mà xây nên trong 46 mẫu đất theo trục chiều dài 369 mét và hơn 160 gian nhà lớn bé.
toàn bộ kiến trúc mọc phủ hướng về phía đông. Kiến trúc này được ví như mọc khí đến từ ánh mặt trời mọc. Đây còn là nơi kết hợp giữa văn hóa Hán và Nạp Tây, đạo giáo và Phật giáo. Mộc Phủ được xây dựng nằm dưới núi Sư Tử trong cổ trấn Lệ Giang. Ban đầu thổ ti vùng này không mang họ người Hán. Sau khi Chu Nguyên Chương là Minh Thái Tổ khai quốc, nhận thấy vùng này Sa Kinh Đô có thổ ti trị vì tộc người Nạp Tây. Năm 1382, ông đã cho thổ ti làm lễ quy thuận về với nhà Minh, tự bỏ bớt nét trong họ Chu của mình thành chữ Mộc, bàn họ Mộc cho tộc thổ ti này. Từ đó về sau, cha truyền con nối mang họ Mộc. Còn có một câu chuyện thú vị nữa về họ Mộc và Lệ Giang, và lý do vì sao Lệ Giang cũng là một thành cổ mà lại không có tường thành. Người xưa kể lại rằng vị thổ ti cai quản vùng đất này chính là họ Mộc. Nhưng nếu xây thành bao quanh Lệ Giang cũng như là xây thành quanh họ Mộc thì sẽ giống như hình dáng chữ khốn, nghĩa là bao vây, gian khó. Theo dân gian mê tín, thổ ti họ Mộc không muốn đẩy mình và người dân vào tình thế nguy nan. Bởi vậy, họ đã quyết định không xây thành bao quanh Lệ Giang mà chỉ có một cánh cổng để ngăn cách Mộc Phủ với lại nhà dân ở bên ngoài. Đây chỉ là những điểm sơ sơ giới thiệu đến cả nhà cùng biết. Nếu cả nhà muốn tìm hiểu sâu xa hơn về Mộc Phủ thì có thể xem qua những bộ phim cổ trang. Mình có thể tìm kiếm trên YouTube nha. Tiết mục biểu diễn ánh sáng này cũng như là để tái hiện lại một Mộc Phủ uy nghiêm thời bấy giờ. Có một anh làm về review du lịch thì anh đang đi và livestream cho du khách ở Trung Quốc xem qua livestream và giới thiệu về Lệ Giang cổ trấn để dẫn khách du lịch đến đây nè. Thì hồi nãy giờ đi vòng vòng khách này thì em thấy anh đi vòng vòng quay và giới thiệu những cái chỗ mà anh đi qua cho khán giả ở trên livestream của anh xem. Chồng em kêu là có người đang phát trực tiếp kìa. À, em sao không phát trực tiếp đi, em nói thì người ta đã nổi tiếng rồi cho nên người ta livestream thì mới có người xem trực tiếp nhiều như vậy. Chứ mình không có nổi tiếng á, mình like thì ai mà xem đâu mà kêu like. Với lại là những cái app như YouTube hay là Facebook của Việt Nam mình mà qua tới Trung Quốc này lên mạng á, thì mạng rất là yếu. Tại VPN xuống xài á, thì xài ké cho nên là mạng nó lúc thì được, lúc thì giật giật. Cho nên là cũng chập chờn lắm, nói chung là rất là khó để mà livestream. Khúc này thì nhờ chồng em quay giùm cho miếng video để giữ lại làm kỷ niệm nè. Tại vì một địa điểm du lịch thì không biết là một đời người thì mình sẽ đi được đến đây mấy lần. Có thể trong cuộc đời này mình chỉ có dịp để đến đây một lần duy nhất thôi. Có những chỗ mình may mắn được đến một lần thôi là đã biết ơn cuộc đời này rồi. Chúng ta sinh ra đến với cuộc đời này đều với hai bàn tay trắng. Sau này khi mà ra đi, cho dù trên thế gian này bạn tồn tại, bạn kiếm được bao nhiêu tiền hay là bao nhiêu tài sản, thì đến cái giờ phút mà bạn đi thì đôi tay bạn cầm theo chỉ là hai bàn tay trắng thôi. Lúc nhỏ thì ai cũng giống như nhau, đều cố gắng chăm chỉ học hành. Sau này lớn lên thì mong cho mau trưởng thành để ra đường kiếm được đồng tiền, thoát khỏi vòng tay của cha mẹ. Mà phần lớn cái lý tưởng chung của mọi người á, thì đều là trưởng thành, sau đó thì kiếm một người mình yêu thương, kết hôn, lập gia đình, rồi sinh con cái, chăm sóc con cho đến khi con trưởng thành. Lẫn quẩn trong một cái vòng tròn lặp đi lặp lại đó. Và có nhiều người thì đến khi cuối đời nhắm mắt buông tay thì vẫn chưa được đi du lịch một lần nào cả. Lúc nhỏ thì ham chơi, lớn lên thì biết lo làm, lo cho gia đình. Sau khi lập gia đình thì chỉ biết lo cho con cái. Rồi con cái trưởng thành, lập gia đình thì lại tiếp tục lo cho cháu. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, có nhiều người nằm nghĩ cả cuộc đời này đã có đôi lần nào mình sống cho bản thân mình hay chưa.
chúng ta thường nói là cảm ơn ông bà, cảm ơn cuộc đời này đã sinh mình ra trong cái thời khắc không có còn chiến tranh, trong cái thời điểm hòa bình như thế này. Nhưng có khi nào mọi người cũng nghĩ giống như em không? Cũng có thể là kiếp trước hoặc là kiếp trước nào đó của mình cũng sinh ra trong thời điểm vô Chúa hoặc là thời điểm chiến tranh, và trong một kiếp nào đó thì mình đã ra đi cũng vì chiến tranh. Nhưng mà bất kể mọi người sinh ra trong thời điểm nào thì em cũng mong mình sống đúng với lại những cái gì trong trái tim mình mong đợi. Đừng có vì những cái lời dèm pha, lời nói xung quanh mà mình phải sống theo cái ước muốn của người khác. Ở đây có nhiều shop đồ bán sườn xám nè, những bộ đồ của công chúa và công tử ngày xưa. Nếu ai muốn một lần được mặc những bộ đồ được hóa thân vào phong cảnh của 800 năm về trước, cái thời mà còn vua chúa, thì mọi người có thể đến Lệ Giang cổ trấn nha. Bạn nào mà fan cuồng của màu xanh thì đây đúng là chân ái của cuộc đời đúng không? Mặc dù là thấy em hơi mập mạp nhưng em không phải là fan cuồng của kẹo đâu, cho nên là chỉ quay cho mọi người xem thôi chứ em cũng không có hảo kẹo. Ở đây thì có một nồi nước trà người ta nấu cam với lại là trái lê với lại là táo đỏ. Ly nhỏ thì 5 tệ một ly, ly lớn thì 10 tệ một ly. Đây là một tiệm bán đồ lưu niệm với lại là có rất là nhiều kiểu trăm cài đầu để cho mình mặc trang phục cổ trang á. Em nghe gái Việt Nam mình mà thấy ai trang điểm đẹp nè hoặc là cao ráo thì hay kêu là giống như mấy tỷ tỷ bên Trung. Nhưng mà công nhận thì gái Trung Quốc rất là đẹp nha. Chỉ có nhiều người tầm khoảng 30 mấy, 40 mấy, người ta lập gia đình, kết hôn rồi thì người ta hơi mập mập một xíu. Thì tuy là cái nét người ta nhưng mà cái gương mặt người ta thì lúc nào cũng trẻ hơn là dân bên mình. Còn những cái cô gái mà tầm khoảng mười mấy, hai mươi mấy tuổi á, thì công nhận á, em là con gái mà em nhìn em cũng mê luôn á. Không biết do là người ta trang điểm cao tay hay là cái kỹ thuật trang điểm cao siêu quá mà nhìn trẻ hay sao, mà em nhìn cô nào cũng đẹp hết trơn á. Cũng có thể là một phần do khí hậu bên đây nè, thời tiết nó không có nắng gắt như ở Việt Nam mình, cho nên là da mặt của người ta thì đỡ lão hóa hơn ở bên mình. Sau khi mà đi vào phía bên trong á, thì đồ áo, những cái kiểu áo thổ cẩm đan này nè, người ta để giá sẵn ở trên luôn. Chỉ có 25 đến 35 tệ một cái áo thôi. Thì em cũng có ghé vô mua một cái áo để mặc cho giống cái hoàn cảnh mình đang ở phố cổ á. Em cũng thấy ngạc nhiên cái áo chồng cổ này nè, chỉ có 25 tệ thôi. Còn cái áo mà khoác lên á thì 35 tệ. Cái này 50 tệ một cái nè. Thân nó xíu này cái mày. Chỉ có 25 khoai mà.
便宜。挺便宜的呀。嗯。都计成本了呀，现在。都计。没谱了。cái này 35 tệ nè. Quả chín lái gì mà? Cái này mấy bữa trước thấy người ta livestream trên TikTok người ta bán nè. Chứ tôi sợ thiệt á. Lấy mặt ờ. Ừ. 220 tệ cũng rẻ hơn bữa trên TikTok người ta like. Y chang mấy cái đồ bữa xem cho TikTok chị kia lại bán luôn. Ba mươi lăm tệ, 101-102 ngàn tiền mình á. Rẻ, rẻ hơn cái thằng hồi sáng em mua luôn á. Sẽ bại lại cái đấy khi phải chuyện. Khi phải nó bị dọa anh sẽ phải khi phải. Em phát hiện ra một cái tiệm bán đèn rất là đẹp. Tất cả các lồng đèn ở đây đều làm bằng giấy. Anh này là chủ tiệm đang đứng giới thiệu cho khách hàng biết giấy của anh ấy rất là tốt nè. Anh chỉ cho lung tung hết trơn á. Ra lại ngoài trước quay cái bảng hiệu cho anh chị em nào mà lần sau đến du lịch thời gian cổ trắng mình muốn tìm cái tiệm để mình ghé vô mua nè. Bây giờ thì dạo một vòng với em bên trong cái tiệm này để cho mọi người ngắm đèn nha. Này vẽ bằng giấy rồi. Đây là những bức tranh người ta tự vẽ bằng viết, vẽ lên trên cái giấy của cái tiệm này nè. Thì đây là cũng là cái phong cảnh bên trong Lệ Giang cổ trắng luôn nha. Hai bánh xe nước lớn. Ở đây là một cái tiệm trang trí đèn, bán sách, bán đèn này. Mà sao em thấy cái phong cảnh nó đẹp ghê á. Ở đây mà nếu mà là một tiệm cà phê chắc là giờ về Việt Nam mình thì cũng sẽ rất là đông khách ha mọi người. Anh chị nào đang tính mở quán cà phê mà chưa biết trang trí cái ý tưởng như thế nào, mình có thể tham khảo thêm cái phong cảnh này nè. Em thấy rất là đẹp luôn á. Bye-bye.
bia. Đi ra khỏi cái tiệm sách á, đi thêm một đoạn nữa thì có một cái con hẻm này nè. Nếu như mà ai không có biết á thì sẽ bỏ qua cái quán này rất là tiếc. Tại vì ở trong đây á thì cái phong cảnh của cái quán nó có 2 tầng và bên trong thì rất là nhiều cái cảnh cổ trang, và bên trong này đặc biệt có rất là nhiều gái đẹp mặc đồ cổ trang ra đây để chụp hình nha. Cái khu vực này người ta để cái bảng là cấm đi xuống nước sâu nguy hiểm nè. Đấy, có cá nè. Thì em sẽ dẫn mọi người tham quan một quán cà phê mà bất cứ một review hoặc là một du khách nào đến đây thì đều không thể bỏ qua cái quán này. Bước vào bên trong quán nhìn cảnh tượng này cứ nghĩ là mình xuyên không về thời cổ trang thời xưa, đúng không mọi người? Phong cảnh hữu tình của quán chỉ là một phần, khi mà bước vào bên trong quán thì mọi người sẽ bắt gặp rất là nhiều cô nương xinh đẹp đến đây để chụp hình. Những cô nương mà khi mình dạo trên phố thấy trang điểm lộng lẫy, mặc những bộ trang phục cổ trang thì đều tập trung về chỗ này để quay phim và chụp ảnh nha. Không biết chồng em có mê gái không chứ bữa nay được bữa bổ mắt á, toàn là gái đẹp không à. Mà trách cũng không được ổng, tại vì bản thân em là con gái mà vô đây á, một chút nữa vào bên trong toàn là gái đẹp, mình con gái mình còn phải mê nữa, huống chi là đàn ông á mọi người. Và sau bên trong quán thì phong cảnh vừa cổ trang mà tiếng nước chảy thì róc rách, nghe rất là êm tai. Mọi người tưởng tượng xem nếu như mà ở đây mà có một thiếu nữ mặc đồ cổ trang ngồi đàn nữa thì tuyệt vời biết bao nhiêu ha. Không phải chỉ có những cô nương tầm khoảng 20 mấy tuổi mới thích chụp hình để lưu lại những kỷ niệm, mà nhiều người tầm khoảng 40 mấy, 50 mấy tuổi đến đây thì cũng thuê trang phục để mà chụp ảnh để giữ lại làm kỷ niệm nha. Theo chân em đi lên trên lầu của quán nha. Ở trên này thì em phát hiện ra có một chị rất là xinh đẹp nè. Khúc này em thấy gái đẹp em đang quay lén nè, mà anh phát hiện ra anh kêu em, ủa em muốn đi lên lầu hả? Vậy em lên lầu đi. Cái em kêu không không, em đang coi thử thôi à. Vừa đẹp gái là diện đỉnh như vậy thì em nghĩ chắc cũng là một cô gái rất là nổi tiếng trên mạng xã hội của Trung Quốc nè. Hả? 漂亮吗?
哇。 都很漂亮啊。 Cái bạn này đứng ở trên chụp mà người ở dưới ai cũng xích xoa hết á. Tại vì trắng như là bông bưởi gì đó mọi người à. Đã vậy á, thì người nó còn nhỏ nhắn mà cái gương mặt rất là xinh luôn. Nói chung là nhìn cứ ngỡ là như là trong phim cổ trang thời xưa á. Thời tiết thì rất là lạnh nhưng mà vì hy sinh vì nghệ thuật cho nên là các bạn phải mặc mỏng manh để mà chụp những bộ ảnh như thế này nè. Cái view của quán này rất là đẹp luôn cho nên là từng người đứng xếp hàng như vậy nè, chờ cho tới lượt để mình lên chụp. Bây giờ mình cùng em dạo một vòng quanh cái quán này nha. Bên kia thì chụp hình, bên đây thì vô đây để thưởng thức đồ ăn nè. Em mới vừa ăn tối ở bên quán kia xong á cho nên còn no. Thành ra đi vô quán này chỉ để dạo một vòng rồi quay gái đẹp ngắm cảnh không á. Chứ cũng không ai đi ra hỏi có uống nước hay là có ăn gì không hết. Nói chung là không ai ngó tới hết trơn á.来，转头看这边的哈，这边，开花，哎，对，打一点点头，啊，背挺直了，放松一点点啊，来一张，好，来，准备，来，一，好，来微笑来一点吧，你想视频以后我发给你。 下边吗？下边也有美女的。我们只看美女的。<笑> Cái cách mà trang điểm bên Trung Quốc á cực kỳ thích. À, nhìn cô gái nào cũng rất là trong trẻo, với lại mắt thì đeo lên cho nên là nhìn rất là long lanh. Ở chỗ này có một cái anh hát ở trên phòng trà, hát rất là hay luôn nhưng mà em phải tắt âm thanh bởi vì sợ dính bản quyền á, cho nên là không thể nào mà để âm thanh đó được. Thời bữa nay cũng phải nể phục lời gian cổ trấn giữ lại được cái nét đẹp cổ kính của cái thời cách đây hơn 800 năm về trước. Từng cái ngóc ngách cứ ngỡ như lạc vào thời xưa ha mọi người ha. Chị này thấy em đi qua thì hỏi em có muốn lên trên phòng trà nghe anh đó hát không. Thật ra thì cũng muốn lên lắm nhưng mà lên đó thì quay thì cũng chỉ nghe được thôi chứ không có up được lên cho mọi người nghe được. Tại vì YouTube nó gắt quá, nó kiểm tra bản quyền cho nên là không thể nào mà để nhạc vào á.
Ở đây có một cái tiệm la sang quan. Tiệm này thì dùng sáp để làm giả thành hình người á. Người giả đầu tiên này không cần nói thì mọi người cũng biết là ai luôn đúng không? Thì hiện tại thì ổng vẫn còn đang còn sống và có một kênh TikTok rất là hot. Lướt TikTok Việt Nam cũng có thể thường xuyên thấy ổng diễn hài nha. Còn cái hình này nè, làm thì không phân biệt được là thật hay giả luôn. Ở bên ngoài người Trung Quốc với lại em đồ đứng xì xào kêu là không biết thật hay giả. Nhưng mà em nhìn ở ngoài sau thì em thấy sau gáy có lông nữa. Còn ở trên đầu tóc thì có mồ hôi. Mà em có chọc em kêu là có, em kêu là dò mão à. Dò mão là có lông, mà nếu mà là người thiệt thì người ta buồn cười, người ta sẽ cười lên. Nhưng mà không biết là thật hay giả, nhưng mà không có trả lời. Nhưng mà ai cũng tò mò nhưng mà không có dám rờ thử. Cho đến bây giờ về tới nhà rồi em cũng không biết đây là thật hay giả nữa. Em soi từng lỗ chân lông nè, mọi người ai biết thật hay giả thì comment cho em biết với nha. Sau khi tham quan xong Lệ Giang cổ trấn, nếu mà mọi người muốn đi Ngọc Long Tuyết Sơn thì ngay trước cửa cổng chính cũng có một cái phòng dịch vụ. Mọi người ghé vào đây tiếp tục mua vé tham quan Ngọc Long Tuyết Sơn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của em. Nếu cả nhà yêu thích video của em và muốn tìm hiểu thêm về đất nước Trung Quốc thì cho em xin một lượt đăng ký và chia sẻ để em có động lực ra thật nhiều video mới nha.